Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và chứng hình của cô chú anh chị và bạn đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú, con đường đại lộ Duy Tân phía xưa. Ngày nay nó là con đường biển tuyệt đẹp. Thì đoạn này em đang đi là gần bên biển Bát Tơ quý vị. Đoạn của đường Trần Phú gần khu vực của biển Bát Tơ ngày nay. Ở phía từ xa nghe xuống một đoạn nữa thì quý vị các bạn sẽ tới khu vực của con đường Lê Lợi giao với con đường Trần Phú. Dạ. Yeah. Ở ngay góc này của biển Nha Trang về đêm thì có cái chỗ đổ xe nè. Đây là nơi đổ xe, có thể ngồi vui chơi thoáng mát. Có một cái chiếc xe trớt nữa người. Xe trớt bán đồ ăn vặt như là kem, trà sữa, nước ép. Có nhiều người ra đây dạo biển, ngồi chơi thì có thể mua đồ ăn vặt, nước uống. Cái này bán nước uống này, kem trà sữa với nước ép. Dọc đoạn này là rất là nhiều xe máy để nè. Đoạn biển này là gần với công viên Nguyễn Phi nữa rồi, đối diện với bưu điện của tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Đoạn này là gần con đường Lê Lợi đấy vậy. Ngay vị trí này là giao giữa con đường Lê Lợi và con đường Trần Phú. Rẽ bên tay trái thì cô chú anh chị bạn sẽ đi vào con đường Lê Lợi, hướng đi qua khu vực của chợ Đầm rồi được luôn. Yeah. Ở đoạn biển này là đoạn biển gần công viên Nguyễn Phi, gần bưu điện của tỉnh Khánh Hòa ngày đây. Dọc trên đoạn này của đường Trần Phú là đang làm lại, đang mở rộng bồn ra để cho dừa phát triển hơn này. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú và các bạn một số hình ảnh của đường phố cũng như là cuộc sống Nha Trang về đêm ngày 18 tháng 3 năm 2022. Hướng này em đang lưu thông là hướng đi qua bên kia của cầu Trần Phú và hướng đi ra phía bắc, qua phía bắc của thành phố Nha Trang, hướng đi qua Hòn Trồng quý vị. Dạ. Đây vị trí này là góc của con đường Nguyễn Bình Khiêm giao với con đường Trần Phú. Đây, góc này buổi tối cũng có rất là nhiều những cái quán hải sản này, làng chài, bờ kè, biển chiều, cơm cũng có nữa. Nhà bà đoạn này là gần nhà nghỉ của Bộ Công an 38, thì khi xưa là nhà của ngôi nhà của bác sĩ Alexander Yersin. Lầu của ông Tư này gắn liền với những hình ảnh của sống cồn. Ngay vị trí này là rẽ bên tay trái thì quý vị các bạn sẽ đi vào cũng được sống cồn rồi. Tên của con đường gắn liền với những hình ảnh của địa danh, đó là sống cồn luôn. Dạ, và mé bên tay phải quý vị đó là những hình ảnh của công viên Alexander Yersin về đêm. Công viên này nó cũng rất là thoáng, rất là rộng, thoải mái. Ở phía từ xa kia là cái tượng đài của bác sĩ Alexander Yersin này. Và buổi tối cũng có rất nhiều người tập thể dục như là đi dạo ở trên công viên này. Bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn đi qua bên khu vực của Hòn Trồng và đêm hôm nay xem tình hình bên đó như thế nào nhé quý vị. Và đây là những hình ảnh của cây cầu Trần Phú
cầu Trần Phú này là một trong những cây cầu cũng rất là đẹp và rất là quan trọng các bạn. Nó kết nối giữa hai con đường biển của thành phố Nha Trang, đó là kết nối giữa con đường biển Trần Phú và con đường biển Phạm Văn Đồng, rất là đẹp luôn. Nó tạo điều kiện để mà phát triển du lịch, có thể bên con đường Phạm Văn Đồng các cái địa điểm du lịch bên phía Bắc sẽ phát triển hơn. Và nó cũng là một cái cầu tạo được cái thuận lợi cho việc di chuyển. Lúc trước mà chưa có cái cầu này thì cái lượng xe lưu thông trên cầu sông Bóng rất là nhiều, quá tải. Cho nên từ khi có cái cầu Trần Phú này thì nó cũng làm giảm tải bớt được cái lượng xe lưu thông trên cầu sông Bóng rất là nhiều luôn. Và ngày nay hiện tại thì cầu sông Bóng cũng đang có cái dự kiến là sẽ đập để mà xây lại quý vị. Tương lai thì chắc chắn là sẽ phân luồng lại giao thông. Và cây cầu Trần Phú này, trong thời gian mà cây cầu sông Bóng mà làm lại thì chắc chắn cây cầu Trần Phú này mai mốt sẽ quá tải, lượng xe sẽ đông hơn nữa. Và ngay vị trí này là con đường Tháp Bà giao với con đường Phạm Văn Đồng. Để bên tay trái thì sẽ đi vào con đường Tháp Bà, con đường bờ kè, con đường ăn uống nổi tiếng ở Nha Trang. Ở dọc đây là khách du lịch cũng rất là nhiều rồi, đang ăn uống. Wow, quán chỗ đây có gì mà đông dữ ta. Đây, chỗ này là quán gió biển quý vị, đặc sản hải sản tươi sống nè. Wow, rất là nhiều người ngồi ăn dọc vỉa hè đó. Nằm gần ngay góc của con đường Tôn Thất Tùng và con đường Phạm Văn Đồng. Và mấy bên này là Sanet Khánh Hòa này mình. Công viên gần công viên bờ Bắc của cầu Bình Phú. Mình thấy từ xa kia thì có cái quán vòng xoay. Cũng rất là nổi bật về đêm. Đó. Ngay góc này là rẽ bên tay trái đó thì quý vị các bạn sẽ đi vào con đường Tôn Thất Tùng, hướng ra giao lại với con đường 2 tháng 4. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn lưu thông tiếp trên con đường Phạm Văn Đồng này để đi ra khu vực của Hồng Chồng. Dọc đây thì có quán Thùy Dương này, rồi nhà hàng Thùy Dương, rồi nhà hàng Sanet. Đang đi dọc đây là bên tay trái của cô chú anh chị các bạn, đó là những hình ảnh của đồi La Sang hiện nay. Dọc đoạn này của đường Phạm Văn Đồng là đang đi phía dưới của đồi La Sang này, cho nên là phía trên nó rất là cao. Ngày nay đồi La Sang là một phần của trường đại học Nha Trang. Rồi trên đó thì có tòa nhà Napoleon Hay nữa. Dọc đoạn này là những cái quán hải sản cũng đã mở cửa trở lại rồi. Hải sản Tháp Bà này, rất là nhiều khách ăn này, đó là lượng khách du lịch này trong nước các bạn. Rồi chỗ này hải sản Hòn Đỏ. Trước kia mà thời điểm mà chưa ảnh hưởng dịch á, thời điểm mà du lịch của Nha Trang phát triển mạnh nhất á, là dọc đoạn này là rất là nhiều quán hải sản. Từ khi ảnh hưởng dịch đến nay là cho nên là nó cũng các cái quán họ cũng tạm ngưng hoạt động bớt á, để còn một vài quán thì họ còn trở lại thôi, còn hoạt động trở lại thôi. Và đây nữa nè quý vị, đây là quán bờ kè làng biển nè. Quán bờ kè làng biển. Rất là đông khách. Ngồi dọc đoạn này luôn. Yeah.
quán dọc đoạn này thì ngồi nó thoáng. Mé bên tay phải quý vị là biển rồi, gần khu vực của Hương Trồng. Đoạn này có mấy quán cà phê nữa, ngồi ghế gỗ rất là mát luôn. Em đi qua cái cầu vượt gọi là cái cầu vượt Phạm Văn Đồng này. Ở phía trên là con đường Nguyễn Đình Chiểu. Cái cầu vượt đó để đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu để ra con đường Nguyễn Đình Chiểu khu vực của Hồng Trồng. Đó. Chào ơi, ngay góc này là con đường Phạm Văn Đồng và con đường Nguyễn Đình Chiểu nữa rồi. Buổi tối sao mà nhộn nhịp đó. Hình như ngay vị trí này có quán cà phê. Quán cà phê gì 3K Hồng Trồng là cách 100m đi lên hả? Còn quán này là quán cái gì BBQ cà phê sao vậy? Ăn vặt, uống nước, trà chanh rồi gì đó. Rất đông rồi. Ngồi trên những cái ghế nhựa, ngay vị trí này là Hồng Trồng, biển Hồng Trồng. Rất là mát luôn, view biển rất là đẹp. Ngồi đây đúng là quá lý tưởng luôn rồi mọi người ơi. Còn là em thấy trẻ không à, còn là những bạn trẻ. Đây là hướng đi lên của Hồng Trồng lên hội quán Quỳnh Nha Trang. Dọc đây là công viên nè. Bây giờ đi lên trên thì chỉ có cà phê Hồng Trồng thôi, là có hoạt động thôi. Dốc này rất là cao quá. Em buổi tối muốn uống cà phê mát thì cũng có thể lên khu vực của cà phê Hồng Trồng này. Đây. Ngay vị trí này là hội quán. Hội quán Quỳnh Nha Trang. Giờ này buổi tối thì đóng cửa rồi, không có tham quan nữa. Bên kia là quầy bán vé này mọi người. Lên đây thì chỉ chủ yếu buổi tối là uống cà phê thôi, ngồi ngắm biển Hồng Trồng rất là mát luôn. Buổi tối thì quán này có vẻ như vắng. Bây giờ mời cô chú và các bạn đi xuống lại nè, ra lại con đường Phạm Văn Đồng. Ở đây là những hình ảnh của con đường Nguyễn Đình Chiểu, khu vực của Hồng Trồng. Trời ơi, cái quán ngay chỗ cái góc này, ngay góc của đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Hồng Trồng, đông vui quá, rất là nhiều người ngồi uống nước. Anh đồ ăn vặt. Nằm view ngay góc biển nữa. Và đây là những hình ảnh của biển Hồng Trồng này các bạn. Tối rất là mát luôn. Bên kia cũng có quán Hồng Trồng view hải sản tươi sống Bình Dân. Góc này là con đường Cao Văn Bé giao với đường
chứng minh hình của quý vị các bạn đó là những hình ảnh của con đường Hồng Trọng giao với con đường Phạm Văn Đồng ngày nay. Ở khu vực này gọi là Mường Thanh Vĩnh Điều này quý vị. Đoạn này của đường Hồng Trọng đi thẳng lên thì quý vị các bạn cũng có thể lên ra giao lại với đường 2 tháng 4. Còn đây là tòa nhà Mường Thanh Vĩnh Điều, view biển rất đẹp. Đó là buổi tối góc con đường Hồng Trọng này ăn uống cũng rất đông đúc nè. Cái từ xa kia cũng có cái xe trớt nè, salad, kem, trà sữa, trà chanh. Đây thì có cũng có quán cà phê nữa rồi, ngồi vỉa hè sinh tố 7 màu. Để xuống biển xíu thử nha, cho cô chú anh chị bạn tham quan nha. Wow, cảnh biển về trong Hồng Trọng về đêm nữa rồi. Đó, biển Hồng Trọng về đêm bật những cái trụ đèn điện bật rất là sáng luôn. Rất là nhiều người ra ngồi hóng biển nè. Đa số là các bạn trẻ. Dọc biển này gió riu riu vô mát, điện thì rất là sáng luôn, tập thể dục cũng được. Đông quá ha, vẫn còn đông, vui quá. Mời cô chú anh chị các bạn đi qua bên con đường Hồng Trọng nha. Và đây là những hình ảnh của con đường Hồng Trọng này quý vị. Dạ. Đây là con đường Bãi Dương giao với Hồng Trọng. Rất là nhiều người ngồi nhậu nhẹt. Cá nướng của cô Yên. Có sinh tố nữa, xôi gà, rồi ốc Viễn Triều. Ngay góc Hồng Trọng và con đường Phạm Văn Đồng rất là nhộn nhịp, cá nướng nữa nè. Có quán cá nướng cô Yên bên trong này rất là lớn, ngồi dọc vỉa hè được luôn. Những ai không thích ngồi bên trong quán thì ra vỉa hè ngồi. Đây, chỗ này thì có quán gì nữa đây, kem. Đó. Có hotel nữa, hotel Hồng Trọng nữa này. Có quán cà phê Milano nhỏ nhỏ, rồi Legan Review Coffee, quán cũng nhẹ nhàng yên tĩnh. Đây các quán nhậu nữa nè, ốc, các món ăn vặt, nó siêu ve, trời ơi, dọc đây là ăn vặt không à, ăn vặt uống nước, cuộc sống thật là lý tưởng rồi ha. Ở đây nữa, đây có quán cà phê 48 Hồng Trọng, Galaxy.
quán này vui nhộn quá. Ở bên kia thì cũng có quán nướng nữa. Ở dọc mấy bên kia là các cái quán lẩu nữa mày. Quán lẩu, món nướng. Ăn quà. Wow. Dọc vỉa hè đoạn này của đường Hồng Trọng nè, rất là nhiều các quán nướng lẩu rồi ăn vặt nè. Đứng ở đây thơm quá chịu không nổi luôn mọi người ơi. Thơm thịt nướng nghe là đói bụng quá. Ồ, các món ốc nữa, cá nướng nữa, ốc các loại và cá nướng. Gần trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Khánh Hòa luôn. Đoạn này thì cuối đường Hồng Trọng rồi, mé bên này giao với con đường 2 tháng 4 trở lại rồi mình. Đây chỗ này có quán Lê Hâu, rất là nhẹ nhàng. Cà phê Gatro này. Mé bên kia là công viên ngay góc của đường Hồng Trọng và đường 2 tháng 4. Đây là những hình ảnh của góc đường Hồng Trọng 2 tháng 4 của mình. Ngay vị trí này quý vị các bạn mà rẽ bên tay phải thì hướng đi ra phía bắc ra đèo Đồng Rì, ra Bình Lương. Còn rẽ bên tay trái thì hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang trên con đường 2 tháng 4. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Em xin mến chào cô chú anh chị các bạn ạ.